Hương Ga không bao giờ nói hai lời. Xem bữa trưa vui vẻ đi. Đi chơi quá đẹp trai. Chào em. Cô gái chân dài tới nách. Thế thì em phải đứng dậy để thể hiện cái chân dài đi. Không không không, em áp không. Bây giờ thì sẽ là cuộc chiến của tôi và Su. Chết rồi, chết rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. À quên quên, nhanh lên, nhanh lên. Lộn lộn. Su ơi, Su à, trưa nay Su muốn ăn gì? Trong tết này, nhà hàng bữa trưa vui vẻ sẽ có gì? Những tiếng cười sảng khoái, những bản nhạc bình đám, những chia sẻ lắng đọng của những khách mời hot nhất trong showbiz Việt. Diễn viên Hải Anh ngày 18 tháng 2 tức 30 Tết. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng ngày 19 tháng 2 tức mùng 1 Tết. Diễn viên Nguyệt Hằng, Anh Tuấn ngày 20 tháng 2 tức mùng 2 Tết. Nghệ sĩ Hương Tươi ngày 21 tháng 2 tức ngày mùng 3 Tết. Ca sĩ trẻ Tăng Nhật Tuệ ngày 22 tháng